soi kèo Dortmund với RB Leipzig, 2:30 ngày 4 tháng 3. Dortmund ở hiện tại đang có phong độ rất cao, nên khả năng vượt qua thử thách của đội bóng này vẫn được đánh giá tích cực. Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Hoffenheim ở vòng đấu vừa rồi, Dortmund đã nối dài chuỗi trận toàn thắng của mình, kể từ sau kỳ nghỉ đông lên con số 9 liên tiếp, trong đó có 7 thuộc về giải vô địch quốc gia Đức. Quan trọng hơn khi chuỗi kết quả này cũng đang giúp thầy trò huấn luyện viên Edin Terzic duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với cùng số điểm 46, như đội dẫn đầu Bayern Munich và chỉ kém về hiệu số bàn thắng bại. Tiếp đà phong độ thăng hoa ấy, ở vòng đấu tới đây, Dortmund đang được trông đợi sẽ nối dài mạch thi đấu ấn tượng trong cuộc đọ sức với RB Leipzig. Đây dĩ nhiên là một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đối thủ cũng là đội bóng chất lượng và thường xuyên gây ra những khó khăn khi đối đầu trước đó, cụ thể như 3 lần gặp nhau gần đây, họ đều phải nhận thất bại. Chưa kể ở hiện tại, RB Leipzig cũng đang thi đấu tích cực với 2 chiến thắng liên tiếp vừa giành được, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 với 42 điểm sau 22 vòng đấu, nghĩa là chỉ kém 4 điểm so với Dortmund. Đặc biệt đáng chú ý trong màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Marco Rose, có thể thấy sự ổn định trong những chuyến làm khách, như cả 7 vòng gần nhất đều có điểm, thậm chí có tới 4 là những điểm số tối đa. Tuy vậy như đã đề cập, Dortmund ở hiện tại cũng đang có phong độ rất cao nên khả năng vượt qua thử thách của đội bóng này vẫn được đánh giá tích cực. Chưa kể trận này họ còn được chơi trên sân nhà, nơi cũng chứng kiến phong độ tương tự từ đầu mùa với 8 chiến thắng sau 10 trận, nên niềm tin càng được củng cố. Trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái cũng có đánh giá tương tự khi xếp Dortmund ở cửa trên với kèo 1/4, tuy không phải mức chấp quá ấn tượng, thế nhưng đây được xem là mức kèo đã thể hiện được vị thế ở hiện tại của họ so với đối thủ, nên nhớ những lần tiếp đón RB Leipzig gần đây, mức chấp cao nhất của họ cũng chỉ tương đương như vậy. Chính vì thế nên đội chủ sân Signal Iduna Park xứng đáng là cái tên để trông đợi ở